Xin chào các bạn, anh đã quay trở lại rồi đây. Giáng sinh sắp tới mở màn cho một mùa hè đầy ấm áp cuối năm. Vậy nên năm nào cũng vậy, mình không thể bỏ qua make up look lấy cảm hứng từ Noel rồi. Nào, chúng ta bắt đầu nhé. Đây là gương mặt của mình được zoom siêu cận để các bạn có thể nhìn thấy rõ nét nhất. Cùng thay đổi làn da này với bước kem lót đầu tiên nhé. Hôm nay mình sẽ chọn sản phẩm Base Vitamin của Bobbi Brown. Sản phẩm quen thuộc này ở dạng cream giống như một loại kem dưỡng da nên sẽ giúp cấp ẩm siêu sâu cho làn da của mình. Tiếp theo là kem nền của NARS. Da mặt của mình thì không bị quá nhiều mụn nhưng lại mẩn đỏ rất nhiều. Nhiều vùng da trên mặt không đều nên một sản phẩm có độ che phủ cao sẽ nhanh chóng giúp da của mình đều màu. Mình có sử dụng bông mút cushion để giúp tăng thêm độ che phủ nữa. Các che khuyết điểm trên mặt gần như đã được che phủ hết. Giờ chỉ cần thêm một chút cho khuyết điểm mắt, làn da của mình sẽ trở nên hoàn hảo rồi. Cuối cùng là một lớp phấn phủ nén. Mùa đông hanh khô như thế này, một lớp phấn phủ nén sẽ giúp dầu độ ẩm hơn là một lớp phấn phủ bột, sẽ giúp da tránh những trường hợp khô, mốc. Vẫn là cây chỉ xé hai đầu mình đã khoe là tậu được ở Thượng Hải ở những clip trước, có một đầu nâu và một đầu đen. Mình sử dụng cả hai màu này đan xen trong lông mày của mình để lông mày có màu sắc được tự nhiên. Các sợi mày của make up look này mình sẽ hướng tất cả theo chiều đi lên. Sau đó sử dụng cây mascara đen để trước cho lông mày thật cũng hướng lên trên, ôm theo đường vẽ đã định hình trước đó. Để lông mày được sắc nét hơn, mình dùng chiếc khuyết điểm để vuốt cho đường dưới của mày trở nên gọn gàng. Apply một chút kem che khuyết điểm vào vùng mắt để chuẩn bị các bước đánh mắt nào các bạn. Đầu tiên mình sẽ sử dụng màu đỏ cam, tông màu cực kỳ Giáng sinh để blend vào toàn bộ bầu mắt. Đây là tông màu khá mạnh nên khi blend ở diện tích rộng các bạn cần cẩn thận và tuyệt đối đừng di tay quá mạnh để tránh bị bết nhé. Tiếp theo mình sẽ đưa màu cam nâu tập trung blend phần hốc mắt để cho mắt mình có chiều sâu hơn và cũng là để làm dịu đi màu đỏ cam đã sử dụng trước đó. Màu nâu này sẽ được blend vào 1/3 đôi mắt ở trên và dưới bằng cọ nhấn nhỏ để giúp tăng chiều sâu cho đôi mắt. Sau đó mình tạo một đường cut crease cho mắt bằng che khuyết điểm. Bước này nếu bạn nào chưa biết rõ thì mình sẽ để link clip chia sẻ về cách thức này rõ hơn ở bên góc màn hình nhé. Rồi mình lấy màu cam đất có nhũ vàng để apply lên vị trí che khuyết điểm mà mình vừa tàn trước đó. Để tạo điểm nhấn cho đôi mắt này, mình dùng nhũ liquid màu trắng ngà để apply vào phần cut crease nhưng chỉ từ đầu mắt và 1/2 bầu mắt mà thôi. Việc này sẽ giúp cho bầu mắt của mình trở nên sáng hơn.
Tiếp đến là nhũ mắt màu hồng đỏ với những hạt nhũ to nhỏ đan xen được áp lai nối tiếp để tạo độ chuyển màu và tăng độ long lanh cho đôi mắt. Sau đó là nhũ trắng cùng loại để tan thêm vào phần đầu mắt và cả một chút về mắt dưới nữa nhé. Giờ mình dùng cọ mảnh để tỉa lại đường cắt crease cho rõ nét hơn. Giờ kẻ liner được rồi, vì hôm nay makeup khá đậm nên là mình sẽ dùng bút dạ màu đen các bạn nhé. Nhưng sẽ kẻ một đường line mảnh thôi và hất dài về phía đuôi. Sau đó đương nhiên sẽ là kẹp mi rồi và gắn một đôi lông mi giả. Mình chọn loại mi dài nhưng tự nhiên để không làm mắt bị cảm giác quá trợn. Và với makeup lúc này mình còn thêm cả một hàng lông mi dưới rất tự nhiên cho đôi mắt nữa để tạo thêm sự long lanh cho makeup look. Cuối cùng là chút mascara cả mi trên và mi dưới để kết thúc bước đánh mắt các bạn nha. Giờ tới bước tạo khối rồi. Với kiểu trang điểm này thì việc tạo khối cho khuôn mặt thon gọn là việc cực kỳ cần thiết. Thêm một chút màu má cao nút để tăng thêm chiều sâu cho khuôn mặt mà không bị quá lè lẹt. Và cả một chút highlight để cho làn da trông khỏe khoắn, giàu sức sống hơn các bạn nhé. Cuối cùng là một màu son đỏ đất rất tông trượt tông với cả mùa Giáng sinh này nào. Nhưng trước tiên chúng ta đừng quên một bước lót lip filler để giúp môi mình mịn màng hơn và đánh son kem lì được đẹp hơn nha. Vậy là mình đã hoàn thành xong makeup look này với việc makeup nửa bên mặt để các bạn dễ dàng so sánh. Chúc các bạn thực hiện thành công và có một mùa Giáng sinh thật vui vẻ và ấm áp nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở các clip tiếp theo. Bye bye!